the ice in my palm. My girl, she know she the one. I put the ice on her hand. I put some ice on her arm. See me shining in the light. Hello Phạm nha, anh đẹp trai lúc cầu thối video được chưa à? Được clip rồi phải không? Nghe video nói được rồi đó. Nếu em không coi video tôi thì tôi được luôn chứ mấy cái đó. Anh em thích coi không? Show cho anh em coi. ST sẽ là Ronaldo Icon đó. Ronaldo Icon cặp với lại CR7 luôn, Ronaldo CR7 UT luôn. Team khá đẹp nha, dạ, team khá đẹp á. CR7 UT. Hello điện lạnh nha, cánh trái sẽ là sự hiện của anh em biết không? FFMC9. Mấy bên này ngon nha, FFMC9 dạy thằng mới luôn á. FFMC9 cánh phải sẽ là sự hiện của Blue Icon. BLDC chứ, BLDC. Cặp CDM là Kevin De Bruyne, nhưng mà hiện tại chưa có thủ. Kevin De Bruyne 23 test nè. Cặp với lại Rút Lít. Và tìm ác ngon tim, hôm nay tim nó không có đi cơ lờ, đi cũng dân lên mấy con hàng nè. Tại chiếc máy nè. Cặp CB là Ramos Varan. Ở Ramos vừa đăng nhá, Ramos cáp và lại vừa đăng cáp. Đây là lần thứ 2 tôi đã được cáp Ramos nè. Nhưng những người anh em chưa ý tưởng, tôi cũng thích đá Ramos. Tìm biết được không? Như đây thấy ổn áp không? Tìm này thấy ổn áp không? Chứ tìm này nếu mà so với vòng chung thấy tìm thường áp ổn áp. Không đi tìm GL, tìm GL nhiều. Tôi đâu thích GL đâu. CR7 UT5 Ronaldo Icon được không? Còn này em thấy ổn áp không? Cánh trái qua biết ai ta? Alaba. Alaba GR10. Đó là tìm biết chung nó đẹp á. Không biết Cruz à? Không, lần này thì mấy anh em trong team rồi họ không đá được Cruz nữa đúng rồi. Cánh phải là Mbappé. Mbappé 21. GK với Tataro Sanu. Team tính là team tôi thấy tôi đẹp, team tôi đẹp nhất trong đám lần đầu nữa, team tính đẹp phát luôn à. Mbappé 8 đúng không? Ở đây đẹp không? Được không? Cặp Sanu cũng lít ở đây nữa. Dự bị cũng ngon nha, dự bị hàng cũng đinh á, dự bị là tôi được con dự bị không nhớ ta, dự bị không nhớ tôi mới chụp lại tấm hình. Dự bị được con gì ta quên tiêu hả? Tôi nhớ được là Mathos Gera. Mathos CC nè. Gera Icon. Rồi thêm con gì à? Tôi nhớ còn con mấy con gì tôi quên mất tiêu hả? Còn nhìn đến đây này. Benzema sao ta? Benzema hay Lewan nữa tôi không nhớ nè. Benzema 4 tỷ gì á. Xích cái UT nữa phải. Cảm Huy nha, bất thằng mà em đã cánh nó nổi đâu. Cái thằng nó đã CDM mùa nào cũng vậy à, lên đá thì nó khó chịu lắm. À Neymar, Neymar với lại Neymar UT thì phải. Với lại Cry, tôi không nhớ là Xích cái gol Lewan nữa ta. Không nhớ là Xích cái gol Lewan, quên bạn rồi. Tôi mới dự bị con đấy, GK dự bị biết thêm con gì Cắt tiêu thì phải. Tôi nhớ không nhớ là Second Goal Le Wan. Tôi nhớ 1-2 này. Đây rồi nè. Mày biết ok không? Để bữa nào về đá cho em coi. Mày không thì tôi không nhớ Second Goal Le Wan ta. Bữa mày quên bà nó mất tiêu gì Second Goal Le Wan á. Le Wan 24 tên gì sao ta? Hay Second Goal đó anh nhớ con này cho Le Wan Second Goal tôi không nhớ nha. Tại lúc này phong phong sao là cái tôi không để ý nha tôi quên. Castile 10 chỗ này như là nhớ Le Wan 24 tỷ sao ta? Tôi nhớ một quan lương 27. Tại tôi nhớ nó là thay sếp Vinco cho à sếp Vinco phải. Sếp Vinco. 5. Có vậy CR7 thọt cho chậm hả? Có đâu CR7 ngon mà, CR7 đá Ronaldo hai con lập tường ngon mà. 7 đợt này có 3 con mát CR7 24 tỷ. CR7 CC, CR7 UT với CR7 Return. 4 CR7 cho mày là đỉnh nhất rồi. Ở đây nếu mà tôi không đá CR7 tôi đẩy BL lại tự tại camera cánh cho mà thấp vô. Này. Sao có Cruz à? Cruz anh em trong team không chịu, tôi mê Cruz nha bạn ơi. Bích tư team mà anh em team không đồng ý thì mà thôi. Anh em đồ đồ mực đúng không? God Lefe à. Lefe ngon mà, tôi chắc Cruz dùng mấy team khảo Bích hết trơn à. Chạy á. Ok, ngày hôm nay cây ốc dân, cây hàng FPBL đã về. Những con hàng đỉnh cao Ronaldo Icon BLDC Netbet MC cộng 9 Kevin De Bruyne đây lâu lắm tôi đã loại Kevin De Bruyne cách đây khoảng năm 2020-2022 42 năm trời rồi, đây là lần đầu tiên sau 2 năm tôi đá lại Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne con hàng khá ngon, tôi rất là mê Kevin De Bruyne nha, từ những phiên bản 2018-2019 nè, từ phiên bản 2019 nha, 2019 năm rồi bắt đầu mê Kevin lắm.
Lê Hoan, Gulit vô. CR7, UT, Gera con 6. Không, tôi cầm một đứa không. Alaba vô. Mbappé vô. Castillo vô. Tata Rosano vô. Mọi người đẹp quá. Ok. Những con hàng đỉnh cao. Lô tài đẳng nhớ em. Ronaldo icon hư đá phiên bản 422 á. Tôi đá ST sẽ là Ronaldo De Lima phiên bản icon được một mình. ST sẽ là sếp sẽ là sự hiện của Cristiano Ronaldo phiên bản UT. Sếp nha. Cánh trái sẽ là sự hiện của Marvin Netvet MC09. Cánh phải sẽ là sự hiện của Bele DC. Kevin De Bruyne sẽ đá vị trí CDM, là tôi sẽ đá Kevin De Bruyne. CDM còn lại sẽ là Ruud Gullit Return cộng 7. Cặp CB sẽ là Ramos với lại Ferdinand cấp 8. Cánh trái sẽ là sự hiện của Alaba GR cộng 10. Mbappé sẽ ở hành lang cánh phải RB. GK sẽ là sự hiện của Tata Rusanu. Hàng dự bị, con hàng dự bị đầu tiên sẽ là Neymar, mùa giải UT cộng 5. Lothar Matthäus mùa giải CC cộng 6 sẽ là hàng dự bị tiếp theo. Robert Lewandowski 24T cộng 5. Có UT thì UT mất ha. Robert Lewandowski cộng 5 sẽ là sự lựa chọn ở vị trí ST dự bị. Còn có cả Johan Cruyff cấp 8 nữa. Còn có cả Steven Gerrard con 6 vô. Còn có cả Castillo. Sao thiếu một người ta? Ê, thiếu một người nha. Thiếu một người nha. Ê, thiếu Shevchenko thì phải. Shevchenko à, Shevchenko vô. Shevchenko đây. Hello Green Hotel nha. Đồn này, đồn đã giải FVP sắp tới nè. Android Shevchenko đây, cái thập cảnh thôi, cái quốc dân thôi. Bích Nhung Hoàng phụng tay chứ. Nhìn đỉnh đúng không? Trong cái tiền thấy tiền Bích khá đỉnh á. Tiền Bích Nhung Hoàng khá ngon. Những quốc dân không à. Nhìn cho nó phụng tay dễ đá. Những con này nếu như mà anh em mua trên thị trường chuyển nhượng xem thử giá bao nhiêu nha. Đây là tính không đồng rồi nhưng mà Ronaldo icon được một mình giá 111.000 tỷ. Ramos cấp 8 bao nhiêu? Ramos cấp 8 có hàng 6 là hiếm đó, còn hiếm hàng quá bằng 1 3 VN FMC 9 2.800 tỷ à. Còn tính là giá trị rẻ quá ta. Chắc sự chấp còn là sự chất lượng luôn chứ. Hơi đang cấp 8 bao nhiêu? Có 1.300 hả? BLDC cộng 6 giá bao nhiêu? 4.100. Giá bao nhiêu cao lắm. Mathus CC 600 tỷ à. Neymar UT 3.600 tỷ. Neymar ngon á. CR UT Minh đầy luôn, hàng tư luôn. CR UT là Minh nhiều dưới ta. Alaba GR cộng 10 400 tỷ à. Con này server chắc ít ai có con này nha. Con này ngon là lương 16 nhìn đẹp á. Rồi đẹp quá, mong mùa này ráng lên à. Cảm ơn Nhật nha. Johan Cruyff cấp 8 800 tỷ à. Hồi gian rồi rẻ ta. Robert Lewandowski 24T 2.000. Gerai con 6 hàng 5. Shevchenko UT 500 tỷ. Ruud Gullit 7 rồi mà 3.000 tỷ. Ủa Gullit ngon quá. 3.000 tỷ. Ruud Gullit này 3.500 tỷ. Kevin De Bruyne 7.600 tỷ. Mbappé 8 sáu mấy à. Ở Castillo mấy con này thì GK thôi. Castillo như 3 mấy tỷ. Con này hiếm, này hiếm. Tata này cũng 10 quán ta. 3.000 tỷ luôn. Ủa con này 3.000. Ronaldo CR7 số bao nhiêu? Ronaldo chạy 139 luôn à. Đây anh em không đi tiêm VL cho anh nhìn á, chỉ số cộng hơi thấp đúng không? Chạy 139 ngon ấy á. Dứt điểm 139. Lực sút 130, sút xa 128 à. CR7 dứt điểm 131. Ronaldo 2 này tốc độ cho 24 luôn. Ronaldo CR7 UT ngon mà, sút xa lực sút chọn vị trí. Sút xoáy Ronaldo 138, rebound 139 luôn à. Thăng bằng 141. CR7 này số đều đó, phải để xếp thôi. Bình tĩnh của Rô béo 141 luôn kìa. Số ghê thiệt. Chuyền dài của CR7 nhiêu? Chuyền dài 130 ngắn. Chuyền ngắn 119 à. Được, chuyền thôi. Cặp tiền vệ cánh Netvet Bele. Bele chạy 132 đó, tăng tốc độ 132. Netvet tốc độ 128, 130. Lực sút Netvet 138 luôn, sút xa 136. Sút xoáy 125. Bele xoáy 128. Tìm đẹp ha, tìm biết được. Thể lực 137 mà Netvet thể lực giữa có nỗ lực cùng ta. Netvet này không có nỗ lực cùng hả?
Rồi đào tạo sẽ là cho cái tốc độ thôi, tốc độ tốc thôi. Qua người kiến tạo mà ốc độ xuất xa tinh tế xoáy. Một quả Bele DC nhìn vượt quá ha. Vút rụp luôn. Kevin De Bruyne, Ruud Gullit. Kevin này số lực xuống nhiều, lực xuống cho 30, xuất xa cho 33 đúng không? Gullit này quá ngon, Gullit này đá một cái tên là Gullit này thật bẫy luôn à. Chuyền ngắn, chuyền dài, tài khoản tính, tôi tính đá Kevin cánh rồi đá xem và đêm hồi sao. Đánh đầu cho 30 luôn. Chào anh Hoàng Anh, hello Đạt nha. Kêu có tặng bóng sớm, xuất truyền dài, xuất xa, kiến tạo, xuất tặng bóng hồi, thánh nhiều bóng luôn. Được quá ta. Ramos, Phơi Đăng. Ramos tốc độ 127, Phơi Đăng tốc độ 125. Nhanh mà, cặp này cũng nhanh mà, tốc độ 121. Nhưng đá AI đầu tiên, tôi biết theo kiểu AI cầu thủ cứ nào quen tay lụm, quen tay lụm thôi. Không đá, không nói chung hơn nhau một chỉ số được gì đâu, một hai số quan trọng gì, ba ơi. Cứ con nào nó quen tay kiểu Gullit rô béo rồi thì lấy vô đá rồi nhìn cho nó ngon. Còn quan tâm gì chỉ số gì đâu. Em đá Ronaldo cần coi số không? Em đá Gullit cần coi số không? Không, đá Nedved này mấy cái tên quen lụm vô hết lên, quen lụm vô à. Nhìn vô cho anh em. À. Xoạc bóng truyền dài đó, con này nó nỗ lực đến cùng luôn. Đánh đầu mạnh trên cãi của cặp CB này, hai con cũng 8 nhìn chiến cao luôn chứ. Em Bambu Alaba. Alaba chưa chọn số ẩn nha. Em Bambu tốc độ cho 30. Alaba 128 chạy đúng không? Cộng 10. Cộng 10 hậu vệ cánh thì mình thêm cái nỗ lực cùng thôi. Nỗ lực đến cùng. Tato Rusano lưu ý tạt bóng à. Này cho xin cái đối mặt rồi. Hay ném xa không ta? Đổ người bắt bóng phản xạ này, cơ cao cộng 10 cao tuyệt nào. Mấy 98 này cao chứ à. Tay dài. Dự bị có Neymar với lại Robert Lewandowski sao cặp đội số ra trẻ chưa lên tiên, nếu này được cộng được 3 số đúng không? Cộng được 3 số. Tốc độ cho 33, tăng tốc cho 33. Nhất điểm lực xuống xa trong vị trí. Lewandowski ngon nha, Lewandowski đắt rồi được á, tôi đắt Lewandowski rồi, cũng khá ok. Neymar xoáy trong 28 à, Lewandowski trong 29. Hello sư Dạo Bình nha. Rê bóng giữ bóng khéo léo. Thăng bằng quá ha. Lewandowski chỉ bao nhiêu? Giữ chấn thương Neymar giữ chấn thương à. Xuất xoáy tinh tế. Kiến tạo, xuất tạc bóng ngoài qua người. Lewandowski có xuất xoáy đánh đầu mạnh, xuất tạc bóng ngoài bóng bóng cứng như thép. Tay vô mà biết Casillas mà Inter mở là địch thôi. Hello Dương Nghĩa, là Khải Trần nha. Shevchenko và Johan Cruyff sẽ là cặp tiền đạo cánh. Ồ, tiền đạo cánh như vậy. Shevchenko chạy nhanh không? Cộng 3 số chạy nhiều. Shevchenko tên này cũng được đá rồi, nhìn bộ số thấp vậy chứ đá ngon lắm. Shevchenko, Johan Cruyff, bích con này được giảm lương nữa. Thay vô này thì nhiều cái vị trí đã thay lắm nha. Johan Cruyff xuất xoáy cho 33 luôn ạ. Rồi lực xuống hơi yếu quá không? Này để ZD cũng ngon. Nhưng mà vô giải ZD không nổi đâu. Đến cho 32. Xuất xoáy, xuất xa, ma tốc độ, xuất tạc bóng ngoài. Qua người bấm bóng, xuất tạc bóng ngoài, kiến tạo cũng tinh tế luôn. Ma thớt Guerra 554 đúng không? Guerra đó cũng được thủ đó, nhưng mà bằng kia Nico thích được thủ, thích xin mà thủ. Đội mạnh hả đúng rồi, đội mít đỉnh mà. Ma thớt, chuyền ngắn, chuyền dài được quá không? Guerra xuất chuyền ra, tôi cũng thích Guerra, đều bị cánh chân 4 thôi, chứ nhìn cũng ngon mà. Guerra 205 ngon á. Ma thớt thì định quá, bộ số đều quá, ma thớt chả chính luôn á. Cứng như thép, truyền dài xuất xa, kiến tạo. Nghe ra có nỗ lực cùng luôn. Kiến tạo xuất xa, truyền dài xuất xoáy. Đỡ. Lô Hoàng Mỹ nha lên. Castile người ca thiếu lương đó. Cao với 97 luôn à, cho xin cái đối mặt thôi. Nhà quản lý 422, bà gò vô. Thiếu con người ca lưng cao, giờ nó bên hả? Quên người cao lưng cao, lưng cao thấp nó cũng như đó nó khác rồi anh em. Ủa mà xét trên Goal Rui Gold Nedved làm bát luôn à. Gullit Nedved 8 luôn, Rui Gold cấp 8 của quả đồ hình ác quá vậy. Ủa luôn cách em mờ luôn. Kevin ngon ghê. Lâu tôi đá lại Kevin nè. Ronaldo nè. Này hello Cường luôn em. Rồi này lên về. Kevin De Bruyne này với tôi làm như này 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 đây 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 kêu này tại. Còn ghê hơn cả Cruz nữa. Trời ơi. Chỉnh cái môn ra, chỉnh ra đi. Chỉnh ra, chỉnh ra. Chỉnh thủ môn ra. Chỉnh nó môn ra, giỡn Kevin hả? Cầm Kevin mà chỉnh thủ môn. Cảm ơn Quang Vũ nha. Hello của tôi mẹ, cảm ơn Quang Vũ nhiều. Kevin De Bruyne chỉnh thủ môn ra. Trời ơi, tôi cầm Kevin thì thôi, phạt góc cho chắc ông chỉnh luôn mừng luôn á.
Mực quá. Rồi rồi, con đồng hồ mình nhìn mực quá. Nhìn mực rụp ra. Rồi rồi, con đồng hồ mình nhìn mực rụp ra. Ronaldo chạy hầu chưa, chạy gì sao lại. Tôi cầm Ronaldo ai có tên mờ luôn à. Nhìn suốt là banh nhẹ siêu vẫn vô. Chứ anh nhẹ siêu à. Nhẹ gì cũng vô nổi. Ronaldo chạy gì. Ronaldo siêu. Ấy đang ai ngon ngon. Tôi đang tính cái vấn đề để bơi đẩy vô đá. Dù mình chỉ xe đoải cho mình thích xe đoải hơn á. Tôi xe đoải nhìn. Nhìn nổ mắm hơn á. Ra nữa. Rồi, được rồi. Đứng đó được rồi. Đứng đó được rồi, thấy chưa? Giỡn hoài, rồi chỉnh con ra đi. Chỉnh con ra. Chỉnh con ra. Nhớ cái kênh hình đầu Rhino. Ai đi. Tôi chưa nhìn kịp, từ từ tỉnh lại xíu, tôi chưa nhìn kịp. Nếu không chỉnh con ra thì mình đá gần, còn nó chỉnh ra thì mình đá ở phải chưa. Kênh bên này sao đỡ. Kênh tại kia đúng không? Đấy. Hay quá, tạt nhìn được ra. Nói nhưng mà bơi lên pha này phải không nhanh thì tạt được. Nếu pha này tôi cầm kêu bên chạy không nhanh thì nó về nó đẩy rồi nó thủ được tạt nó khó. Bơi lên ra cánh nhìn thẳng lợi luôn kêu bên chỗ chạy á. Nha. Ronaldo trông hay quá, Ronaldo ATM thì hay quá, trời chứ nhìn đỉnh quá. Chơi trong trong mốt nhìn thú vị ác thôi nha. Vậy. Siêu. Ủa còn luôn ta. Vô. Ủa cái bên chiếc đê pha đó chủng quá rồi. Đã kêu mình chiếc đê chủng quá. Không dính con ra luôn mà. Không dính con ra luôn mà. Sợ chắc có con live stream tôi sợ không dính con ra luôn. Sợ không dính con ra luôn mà. Nè bê lê đá xếp là gì mấy cái này nè mà. Ủa, tắt gôn ra cho suốt luôn đá rồi. Tắt gôn ra cho suốt luôn hả? Đưa con thằng chóng cho suốt luôn à. Này đó dễ thương quá à. Như ekip kiếp thôi à. Tắt gôn ra cho suốt luôn à. Chín gô tê này đấy. Càng lướt tốt là suốt ngon luôn chứ. Xích gô tê này mà. Một số nó đã chín. Tiếc quá đâu á. Thôi anh em lấy đỡ rủ đây. Nếu có kiếp sau thì gặp tôi làm ra thành thằng bốn đá. Hay quá là bắn đầu vô luôn. Bắn đầu vô luôn ta. Bắn đầu vô luôn kìa. Ảo thiệt à. Mới lên tạc nó cũng ngon mà. Hay không cái điểm rơi nó không đúng tầm như Kevin nhưng mà nhìn nó ngon quá chứ. Kevin, chuyện của anh là ngon quá. Bên kia có tìm nó giải đúng không? Trời ơi, Ronaldo vậy? Ronaldo ai có tên mở hả? 111 ngàn tỷ kìa. Ủa đâu ra tôi chuyện xe đoải mà. Chuyện Ronaldo đồ lý phá. Tới pha đó pha này. Pha này tôi chuyện cho xe đoải nè. Tôi nhắm Ronaldo. Tôi có thấy Ronaldo đâu chuyện. Ủa đâu ra vậy? Ronaldo xuống kìa.
nhìn Ronaldo kỳ kỳ hiếm đấy mà. Nhìn Ronaldo ai con tôi mà nhìn kỳ kỳ thì có á. Henry nó rất ba lắc đi ra mà anh hiểu. Con này biết là giải à? Bê-lê, tính là bê-lê đá dễ hơn, kêu nãy là cánh khó quá. Còn nghĩ kéo hình gì hết luôn hả? Vô không? Cầm cái bên xe đâu mà nhìn nó lợi hơn em mà, nó dứt đê được, đắp góc được nữa, sút xa được nữa. Bắt mình xa nhìn đã 23 tháng 6 đã con mà. Đỡ ra Ronaldo siêu. Pha kiến tạo pha đó tôi tính là Ronaldo ghi bàn anh em nha. Pha Ronaldo sút để Ronaldo ghi bàn. Vô không? Ronaldo sang ghê đó ta. À, tới số cái sao vô ấy nó delay quá. Ú dữ hả? Có mình Ronaldo đã không à? Mình Ronaldo chấp hết luôn á. Mình Ronaldo chấp hết luôn á. Chạy nhìn này chạy nhìn game anh em mà. Mình Ronaldo đã Ronaldo đi. Nó này đi chỉ biết cầm banh chạy mà. Sức chân cô quá cuối luôn hả, anh em đá bên cuối luôn, đá xong cặp đưa bên cuối tôi luôn hả, quá anh này dễ thương quá, đá nhanh thì mới khó đón, đá lâu là đá nhìn dễ đó, em mới nhìn đỉnh hơn. MC8 đang nhìn lực xuống này, MC8 yếu quá à. Ronaldo sút ghê quá, Ronaldo sút nhìn quay bét bảy nhìn lực đó, Ronaldo ai con tôi mở thì sút ghê quá à. Su. Anh chỉnh gôn thà làm gì thì có một bao sốt à. Đã bấm gôn nó có vài bao sốt à. À, chú tên thì muốn ăn một lưu giờ được chứ. Rồi nào đó lưu giờ được thủ cho đóng. Trồng mát luôn chứ. Yếu à, mình kia yếu à, mình kia yếu à. Mấy người bán thách đấu thì mình sợ quá. Vô Ronaldo de Lima. Ronaldo de Lima, Ronaldo sút rồi. Đường nóng vô ta. Ừ. Nói sao này mất đi tính à. Ronaldo ai ta quả Ronaldo hay quá. À. Rồi chọn dí hay chứ, em thấy không? Đứng không bị vị luôn mà, chọn dí kìa. Lui không bị vị luôn hay ghê. Và đừng quên để lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.